Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình tên là Trinh Nguyễn, mình là thiền sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Ở trong một video trước cách đây khá là lâu rồi thì mình có hướng dẫn cho các bạn cách đọc và ghi chép sách và bài báo khoa học. Nhưng mà gần đây cũng có rất nhiều bạn liên hệ với mình hỏi xem là mình có thể làm một cái video kỹ hơn về việc đọc một bài báo khoa học, đặc biệt là bằng tiếng Anh được không? Bởi vì khi mình đọc, mình không chỉ đọc một bài báo mà mình muốn xây dựng một cái tổng quan nghiên cứu khoa học literature review ấy, thì mình phải đọc rất nhiều bài báo và đọc rất là nhanh. Và nếu mà bài báo bằng tiếng Anh ấy, thì làm sao để mình có thể đọc một cách hiệu quả nhất mà mình không bị sót những cái thông tin quan trọng. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đọc một bài báo khoa học và dựa vào một bài báo bằng tiếng Anh mà mình là đồng tác giả. Tại sao mình chọn bài báo này? Vì thứ nhất là đây là một trong số ít những bài báo mà nó được open access, tức là được mở cho công chúng, và mình sẽ để đường link ở phần miêu tả cho các bạn xem. Và bài này, như mình đã nói, mình là đồng tác giả, do vậy mình biết rất là rõ cái cấu trúc của bài này. Và cũng như là bài này, mình thấy là nó theo đúng cái cấu trúc standard, cái tiêu chuẩn của nghiên cứu khoa học ở nước ngoài. Còn những bài báo mình đã từng viết ở Việt Nam thì tất nhiên mình sẽ phải theo tiêu chuẩn ở Việt Nam, và nó không thực sự là đúng theo tiêu chuẩn của quốc tế. Nên do vậy là mình hy vọng là bằng cái việc đọc cái bài viết này thì các bạn sẽ thấy rằng là ở một cái bài viết ở tiêu chuẩn như thế bằng tiếng Anh thì người đọc mà phải đọc nhanh, đọc ở mức độ cao, đọc với cái trí lực dồn vào thì nó sẽ như thế nào. Vậy mình sẽ bắt đầu đọc nhé. Đây chính là bài báo khoa học, bài nghiên cứu mà chúng ta sẽ cùng đọc với nhau hôm nay. Thì về cơ bản ấy, bài nghiên cứu này nói về một cái chủ đề mình thấy rất là thú vị, đấy là cái việc mà du học sinh quốc tế ấy, tham gia vào những tổ chức tôn giáo thì ảnh hưởng như thế nào tới quá trình họ hòa nhập ở những cái quốc gia mà họ theo học. Ví dụ như ở trong cái trường hợp này là du học sinh Trung Quốc đến học ở Mỹ, thì cái việc mà họ tham gia vào những tổ chức về tôn giáo mà trước đó ở Trung Quốc thì họ chưa từng tham gia thì có ảnh hưởng như thế nào tới quá trình học của họ. Thì khi bạn mở ra một bài báo như vậy thì bạn sẽ chú ý thứ nhất là tiêu đề. Đó, thì mình hiểu là ok, qua cái tiêu đề này thì mình đoán được cái nội dung chính như thế nào. Tiếp theo là tác giả. Thì tác giả này có phải là những tác giả mà đã từng xuất bản về đề tài này hay không? Bạn nhìn tên tác giả bạn có quen không? Tức là không phải là quen trên YouTube thông qua cái nghiên cứu về chủ đề này. Tiếp theo là năm xuất bản, cái ngày tháng xuất bản rất là quan trọng. Ví dụ như những cái xuất bản cũ ấy, thì mình sẽ đọc nhưng mình sẽ phải có tư tưởng là ok, những cái đề tài này có thể sẽ được update rồi. Còn nghiên cứu này là từ năm 2019 thì cũng tương đối là mới. Tiếp theo đó thì mình sẽ quan tâm đến phần abstract. Phần abstract này về cơ bản là cái tóm tắt của nghiên cứu. Thì mình sẽ đọc cái abstract này, nó rất là ngắn thôi, nó rất là cô đọng. Mình sẽ thấy là ok, cái nghiên cứu này về chủ đề gì và cái phương pháp làm là gì. Thì trong cái bài này thì mình dùng ethnography là một cái phương pháp định tính. Và bạn có thể thấy là ở trong cái phần abstract này mình cũng đã ghi rất là rõ những cái findings, những là cái kết quả nghiên cứu rõ ràng nhất, lớn nhất của mình. Thì thứ nhất là một là gì này, hai là gì này, rất là rõ ràng. Và bài này mình cũng đưa ra recommendation, tức là những cái kiến nghị cho tổ chức giáo dục. Thì chỉ cần đọc cái abstract này thôi là bạn có thể hiểu được ok, cái bài này nói chung là như thế nào, cái kết quả là sao, và xem là nó có thực sự khớp với cái nghiên cứu của bạn hay không. Thì nếu mà nó không khớp thì ok, mình sẽ chỉ đọc cho vui hoặc là mình không đọc nữa, mình sẽ chuyển sang một cái bài khác mà nó phù hợp với cái đề tài nghiên cứu của bạn hơn. Cái phần tiếp theo là keywords, là ok, cái đề tài này thì có những cái keywords nào có thực sự khớp với cái keyword mà mình đang tìm kiếm hay không. Đấy là cái phần đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, mình nên tập trung. Có rất nhiều người thì họ không có thời gian á, họ đọc nhanh á, thì nhiều khi họ chỉ đọc cái tiêu đề và cái abstract thôi, là họ thấy là ok, cái này có phù hợp hay không, không hợp, ok, next. Thì mình không cần phải đọc hết cả một bài dài dằng dặc. Đó là cái tốt nhất mình thấy là ở cái tiêu chuẩn của nghiên cứu quốc tế họ có, thì mình thấy là nó thực sự là nó rất là giúp đỡ cho mọi người có thể đọc một cách nhanh nhất. Tiếp theo, trước khi mình đọc sâu hơn vào bài viết thì mình sẽ chỉ cho các bạn cái cấu trúc tiêu chuẩn của một cái bài nghiên cứu học mà được xuất bản như thế nào. Thì đầu tiên sẽ có phần mở bài. Phần mở bài nói về cái đề tài này và nói về cái phần nghiên cứu của mình. Cái phần thứ hai là literature review, hay còn gọi là tổng quan nghiên cứu. Đây là cái phần mà mình tổng hợp những cái nghiên cứu từng xuất bản rồi về cái đề tài này để xem là những cái kiến thức trước ấy, thì người ta hiểu đề tài này như thế nào và tại sao những cái kiến thức đó thì chưa đủ để trả lời cái câu hỏi của mình. Do vậy mình cần phải làm cái đề tài của mình để đào sâu hơn về cái mặt nào đó. Phần thứ ba là theoretical framework, hay gọi là cơ sở lý luận khoa học. Tức là mình sẽ nói về những cái lý thuyết nào, cái học thuyết nào mình sử dụng để mình hiểu
cái đề tài này, mình hiểu cái kết quả này và cái học thuyết, cái nền tảng đằng sau những cái nghiên cứu của mình là như thế nào. Phần tiếp theo là methodology hay còn gọi là phương pháp. Thì phần này tác giả sẽ nói rằng là cái phương pháp họ sử dụng như thế nào và nếu mà bạn muốn lặp lại cái nghiên cứu này một lần nữa thì mình có thể tham khảo ở phần này. Hoặc là ví dụ như bạn có câu hỏi tương tự và bạn muốn tò mò xem là người ta trả lời câu hỏi là như thế nào thì đây là cái phần mà mình có thể lấy cái thông tin ra. Phần tiếp theo là phần findings hay còn gọi là kết quả nghiên cứu. Thì phần này có nhiều bài báo thì người ta ghi hẳn chữ findings, cái chữ kết quả phía trước. Nhưng mà đối với bài này thì theo mình nhớ rằng là vì cái comment nào đó của biên tập hay là của người làm review thì bên mình quyết định là sẽ bắt đầu với cái findings là phần tiếp theo luôn. Thì phần này bạn có thể thấy là cái finding đầu tiên là cái việc tham gia nhà thờ ấy, nó cũng làm tạo ra một cái cộng đồng sinh hoạt cho sinh viên quốc tế. Thì đấy là cái finding đầu tiên. Và những cái luận chứng, những cái kết quả ở phía dưới để chứng minh cho cái findings này. Bởi vì đây là nghiên cứu định tính qualitative, do vậy là cái luận chứng chính là những cái phần trích ở trong cái băng ghi âm, cái phần phỏng vấn của mình với cái đối tượng nghiên cứu. Và mình dựa vào đó để mình viết cái narrative, tức là những cái phần mình lý giải thêm cái luận chứng này có nghĩa như thế nào và kết hợp với những cái thông tin có từ trước, từ những nghiên cứu trước, từ những cái literature review mình có này, từ cái cơ sở lý luận khoa học này, làm sao để mình hiểu, mình phân tích cái dữ liệu này, phân tích cái lời trích ở trong phần phỏng vấn này. Đối với những nghiên cứu định lượng hay còn gọi là quantitative thì cái phần kết quả nó sẽ rất là khác. Mình sẽ đưa ra bạn một ví dụ. Chẳng hạn đây là một cái nghiên cứu về một chủ đề rất khác, đấy là về chủ đề lãnh đạo giáo dục. Mình cũng là đồng tác giả đây. Thì đây là một nghiên cứu quantitative định lượng. Thì bạn có thể thấy rằng là ở phần kết quả sẽ rất là khác. Ở phần kết quả bạn có thể thấy là nó sẽ có rất nhiều bảng biểu, rất nhiều số liệu, cái evidence, cái minh chứng cho cái kết quả của mình, không phải là trích đoạn phỏng vấn mà là cái số liệu từ những cái phân tích statistics, tức là những phân tích về xác suất thống kê. Thì các bạn có thể thấy là trong bài này thì team của mình xây dựng rất nhiều cái models để có thể tìm hiểu về chủ đề lãnh đạo, model 1 này, 2.1 này, 2.2 này, model 3 này, và sử dụng những cái phương pháp về định lượng, ví dụ như chi-square này, hay là index này, fit này, vân 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 vân. Đó. Thì đấy là một cái ví dụ khác về một cái nghiên cứu về định lượng, thì nó sẽ có những cái số liệu khác và những cái minh chứng khác, mà về cơ bản nó vẫn theo cái format, cái structure như trước. Ok, trở lại với cái nghiên cứu về sinh viên quốc tế và tôn giáo, thì bạn có thể thấy là tất cả cái phần mà kết quả thì đều là minh chứng rồi cái phân tích đó, thì nhiều chủ đề. Thì phần tiếp theo sau khi mình có những cái findings, có cái kết quả đã được giải quyết rồi ấy, thì mình sẽ có phần discussion and conclusion, tức là cái phần mà mình sẽ thảo luận một cách rộng hơn, tức là mình thảo luận zoom ngoài ra khỏi cái nghiên cứu của mình. Mình sẽ thảo luận rộng lớn hơn về cái đề tài này, liên kết với những học giả khác, hay là có thể nói về khía cạnh về triết học, khía cạnh về học thuật, khía cạnh về lý luận khoa học, xem là cái nghiên cứu này nó sẽ bổ sung như thế nào cho cái hệ thống học thuật và về cái sự hiểu biết trong cái đề tài nhỏ này. Ngoài ra thì cũng có cái kết luận tóm gọn lại về đề tài này, tóm gọn lại về nghiên cứu này. Rồi tiếp theo đó là phần recommendation, tức là phần khuyến nghị. Thì phần này không nhất thiết phải có ở trong tất cả mọi bài báo khoa học. Thì nếu mà bạn xuất bản ở những cái tạp chí mà họ chỉ quan tâm đến học thuật thôi á, thì mình không nhất thiết phải có phần recommendation. Thế nhưng mà ở cái tạp chí này thì họ rất là muốn xem là cái sự ứng dụng của cái nghiên cứu và thực tế như thế nào. Và đặc biệt là những người reviewers hay những người editor, họ cũng hỏi mình rất là nhiều về những cái ứng dụng. Do vậy là mình tạo ra hẳn một trang riêng về ứng dụng. Thì đấy là cái gọi là optional, không phải là nghiên cứu nào cũng cần, tùy vào cái tạp chí mà bạn gửi bài. Rồi đến phần cuối cùng nhưng cũng quan trọng không kém, đấy là phần references. Đấy là những cái mà nguồn mà bạn trích dẫn ở trong bài. Cái nguồn này nó có thể là rất là dài, rất là nhiều. Nhưng mà khi mà bạn tìm hiểu thì bạn rất là nên đọc những cái nguồn này. Thì nó thấy được rằng là ví dụ như mình quan tâm đến chủ đề này thì mình không cần phải tìm ngay từ đầu á. Thì mình chỉ cần nhìn vào cái list đằng sau của bài viết là mình thấy là ok, có những cái bài nào mà nó có thể phù hợp với cái đề tài của mình thì mình có thể lấy luôn ra từ đây. Chứ mình không phải tìm lại từ ban đầu nữa, thì rất là tiện. Thì đấy là cái cấu trúc chung nhất
của một bài nghiên cứu khoa học và được xuất bản. Tiếp theo mình sẽ chỉ cho các bạn một số tips để có thể đọc thật là nhanh cái bài báo nghiên cứu này và vẫn nắm được cái ý chính, ý lớn nhất, để xem là mình có thấy phù hợp hay không. Nếu mà phù hợp thì mình có thể quay lại mình đọc kỹ, nhưng mà trước nhất là mình lấy những cái ý chính, mình tóm gọn nhất cái bài viết này thì mình sẽ tập trung ở đâu, chứ mình không phải đọc lại toàn bộ cả bài, đọc từng câu từng chữ nó sẽ rất là mất thời gian. Những cái tips này có thể giúp cho bạn tập trung vào những cái ý quan trọng nhất. Điều đầu tiên là mình sẽ tập trung, nếu mình đọc cái bài nghiên cứu này, mình không phải là tác giả, mình là người đầu tiên, một trong những độc giả thôi, mình đọc cái bài này, thì mình sẽ tập trung vào, thứ nhất là abstract, như mình đã nói là cái tóm tắt rất là quan trọng. Cái thứ hai là mình sẽ tập trung xem cái phần mở bài này người ta có cái câu nào mà tóm gọn cái bài này không, thì bạn có thể xem là cái keyword của nó, ví dụ như là this study explores chẳng hạn. Ví dụ người ta hay nói là cái nghiên cứu này nó sẽ tìm hiểu về cái chủ đề nào, thì khi bạn thấy cái keyword này thì bạn thấy là ok, đây là toàn bộ những cái mà ý chính nhất của họ. Thì bạn có thể thấy là ngoài ra người ta có một loạt những cái outline của bài viết. Ví dụ trong cái bài này thì mình có là ok, đầu tiên thì tôi sẽ nói về luận chứng tổng hợp những cái bài nghiên cứu trước này, review literature này, thì sau đó tôi sẽ nói về theoretical framework này, sau đó thì tôi lại nói về methodology này đó. Rồi sau đó thì tôi sẽ nói về findings này, rồi tiếp theo tôi sẽ kết thúc với recommendation chẳng hạn. Thì khi mình xem được cái mind map thì mình sẽ thấy là ok, đây là cái topic, đây là cái nội dung cái bài này, chứ mình không cần phải đi quá là sâu, mình đọc rất là kỹ những cái phần sau. Một cái tips nữa thì là bạn có thể chuyển đến cái phần theoretical framework, là cái phần mà cơ sở lý luận. Thì ở trong phần này bạn có thể xem ngay cái dòng đầu tiên của từng cái khổ ấy. Ví dụ như là ở đây người ta nói rằng là cái học thuyết đầu tiên sẽ là social capital bởi những cái học giả, ví dụ như là Robert Putnam, James Coleman, vân 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 vân. Đó, thì mình sẽ nói ok, thứ nhất là cái tác giả cái bài nghiên cứu này người ta dùng social capital. Đó, mình, nếu bạn biết social capital là gì rồi thì bạn có thể skip, bạn không cần phải đọc cái phần tiếp theo nữa, bạn hiểu rồi. Còn nếu mà bạn quan tâm bạn có thể đọc tiếp. Cái thứ hai là bạn có thể đọc tiếp xem là ok, có những cái từ khóa nào, ví dụ như however chẳng hạn, có nghĩa là mặc dù. Đó, thì khi bạn thấy cái từ mặc dù này ở trong cái phần nghiên cứu, tức là họ sẽ chuyển cái ý này sang một ý khác. Thì ở đây tác giả nói là mặc dù cái lý thuyết về social capital nó rất là quan trọng, nhưng cũng đã từng bị chỉ trích, và bởi vậy trong cái nghiên cứu này tác giả dùng thêm cái học thuyết khác gọi là weak ties theory để bổ sung thêm cho social capital. Thì bạn thể thấy là ở trong cái khổ cuối cùng cũng là dòng đầu tiên này, dòng đầu tiên luôn luôn là dòng quan trọng nhất ở trong tất cả mọi nghiên cứu khoa học. Thì bạn thấy là tác giả giải thích là tại sao sử dụng cả hai cái nghiên cứu này để tạo ra cái cơ sở lý luận khoa học cho bài viết này. Ok, tiếp theo đến phần methodology là phương pháp, thì cái phần này mình sẽ chỉ cần lướt rất là qua thôi. Chẳng hạn như là bạn thể tập trung vào cái câu hỏi nghiên cứu của họ, rồi cái phương pháp của họ là gì, thì ở đây họ nói rất là rõ, họ sử dụng ethnography. Ethnography, nếu mà các bạn chưa từng biết thì nó là một cái phương pháp về nhân chủng học, nghiên cứu về văn hóa và xã hội, về con người. Thì nếu mà các bạn biết ethnography là gì rồi thì mình có thể skip, mình không cần phải đọc những cái phần tiếp theo nữa. Nhưng mà nếu mà mình tò mò, mình xem là thực ra là họ triển khai cái phương pháp này như thế nào, thì bạn có thể đọc tiếp theo. Thì cái phần tiếp theo này, phần settings, là cái phần mà cái hoàn cảnh nghiên cứu, thì tác giả có thể nói là ở cái nghiên cứu này nó tập trung vào cộng đồng là những học sinh học đại học đến từ Trung Quốc đang là du học sinh ở Mỹ này, rồi cái cộng đồng về tôn giáo, người ta nghiên cứu là cái cộng đồng của xung quanh cái nhà thờ có tên là Chinese Home Church. Thì bạn có thể thấy là những cái tên này ấy, thì tác giả để là pseudonyms, tức là những cái tên giả, những cái nickname ấy, để bảo toàn cho cái danh tính của người tham gia. Thì những cái phần footnote là mình có thể để ý. Phần quan trọng thứ hai ở trong cái phần method là mình sẽ quan trọng tìm hiểu xem là cái mẫu của họ bao nhiêu người tham gia. Thì ở trong phần tiếp theo là data collection, thì bạn có thể thấy rằng là tác giả có ghi mẫu gồm có 14 người là tham gia vào nghiên cứu này, tham gia phỏng vấn chẳng hạn như thế, và tác giả cũng tiến hành quan sát, khảo sát như thế nào. Thì phần này nếu bạn quan tâm thì mình có thể đọc kỹ hơn, nhưng mà về cơ bản là mình sẽ xem là cái mẫu này là như thế nào, dựa vào bao nhiêu người thì ta ra được cái kết quả đấy, thì nó cũng rất là quan trọng. Rồi là quá trình phân tích như thế nào, thì nếu mà bạn biết cơ bản về phỏng vấn rồi là về phân tích phỏng vấn thì nó cũng không có cái gì quá là đặc biệt cả, mình có thể skip.
Một phần nữa cũng là optional của rất nhiều nghiên cứu, nhưng mà trong phần này bọn mình có thêm vào, đấy là limitations, có nghĩa là những cái hạn chế của nghiên cứu. Tức là nghiên cứu nó không thể nào hoàn hảo được vì nó không phải tạo trong một cái môi trường giả lập, đây là nghiên cứu thực nghiệm. Do vậy là có những điều mà mình có thể làm, có những điều mà mình không thể làm, hay là những cái điều mà mình chưa thể đo lường được kỹ lưỡng. Thì đây là một cái phần mà mình thấy rằng là nó không quá là yêu cầu, nhưng mà đối với những học giả mà người ta tự có cái tính gọi là tư duy phản biện cho chính bản thân mình ấy, thì hay cho vào. Ok, vậy tiếp theo mình sẽ đọc tiếp đến những cái phần findings. Thì như mình đã nói từ ban đầu ấy, thì đối với phần findings thì các bạn chỉ cần quan trọng đến những cái đầu mục thôi. Ví dụ như cái đầu mục này nó có thể nói cho bạn là nói về chủ đề gì. Ví dụ đầu mục đầu tiên nói cho bạn biết rằng là cái nghiên cứu này thể hiện rằng là cái việc tham gia vào nhà thờ tạo ra cái cộng đồng cần thiết cho du học sinh. Rồi tiếp theo mình cứ chuyển xuống những cái đầu mục tiếp theo chẳng hạn. Thì đầu mục thứ 6 là tham gia vào nhà thờ cũng là một cái cơ hội để học một cách informal, tức là một cái cơ hội để học mà nó không cần phải có trường lớp, mà cơ hội để học lẫn nhau. Thì nó có ảnh hưởng như thế nào đối với cái việc mà học sinh hòa nhập và học tốt hơn ở bậc đại học. Thì đó là hai cái đầu mục lớn nhất và cũng như là hai cái findings, cái kết quả lớn nhất. Thì ở trong những cái đầu mục này thì nó có thể có những cái đầu mục nhỏ hơn, chẳng hạn như là ở cái đầu mục về học tập thì nó có phần 6.1, 6.2 chẳng hạn là như thế nào này, thậm chí là có phần 6.3 về việc là drawbacks, tức là những cái mặt tối của việc tham gia vào nhà thờ chẳng hạn. Đó, thì nếu bạn quan tâm thì bạn có thể đọc kỹ hơn, nhưng mà cái ý của mình là khi bạn đọc về findings thì bạn có thể tập trung vào những cái đầu mục này thay vì bạn đọc tất cả mọi thứ. Tiếp theo là phần discussion và conclusion. Thì trong cái phần này thì bạn nên tập trung vào một lần nữa là cái khổ đầu tiên và cái dòng đầu tiên của từng khổ. Thì thường đối với những cái nghiên cứu mà nó phức tạp ấy, đặc biệt là những cái nghiên cứu định lượng ấy, thì cái phần conclusion này rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ là cách mà tác giả cố gắng là tóm gọn lại nhất ấy, truyền đạt một cách dễ hiểu nhất cho người đọc. Thế do vậy nếu bạn kiểu như đọc cả nghiên cứu không hiểu cái gì vì toàn số liệu, thì cái phần conclusion, cái khổ đầu tiên ấy, mình rất nên đọc để mình xem là tóm gọn lại theo cái lời kể cố gắng rõ ràng nhất của tác giả thì sẽ như thế nào. Một cái tips cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng là khi mà bạn đọc những cái tài liệu như thế này mà tác giả người ta viết những cái đầu mục ví dụ như là first này, second này, third này, thì nó là cái signal, cái dấu hiệu cho bạn biết rằng à, đây là nó chuyển cái ý, và những cái ý này là những ý rõ ràng mà nó minh bạch, nó có thể quan trọng. Ở trong cái phần này thì mình nên highlight và mình nên đọc những cái đầu mục này. Còn cái phần reference list thì như mình đã nói, thì những cái nghiên cứu nào bạn cảm thấy thú vị ở trong bài mà tác giả có trích dẫn mà bạn muốn tìm lại, đọc lại, thì đây chính là cái phần mà bạn có thể tìm thông tin. Tóm lại thì cái cách đọc mà mình vừa chỉ cho các bạn ấy là cách đọc rất là nhanh, tức là bạn nắm được cái ý chính nhất của cái bài đó. Còn nếu mà các bạn muốn đọc kỹ hơn, đọc sâu hơn, bạn muốn làm lại cái bài nghiên cứu này, là muốn học tập cái format này để viết cho mình một bài khác, và muốn thử nghiệm một cái phương pháp mà tương tự như vậy, thì mình sẽ phải đọc kỹ hơn từng phần một, nhưng mà chắc chắn là không phải đọc từng câu từng chữ, và chắc chắn là không phải tra từ điển từng từ một. Thì đấy là cái cách mà những người học PhD, học tiến sĩ như mình đọc rất nhiều tài liệu như vậy trong một thời gian ngắn. Và nếu bạn quen với cái quá trình đọc, bạn đọc nhiều ấy, càng đọc nhiều thì mình sẽ càng nắm được cái cách đọc nhanh và càng ngấm cái tiêu chuẩn, cái structure, những cái phần mà mình cần phải có trong một cái bài nghiên cứu như thế nào để xây dựng được một bài nghiên cứu riêng của bạn đúng quy chuẩn quốc tế, đúng cái chất lượng mà có thể xuất bản được. Thì mình hy vọng là video ngày hôm nay có thể cho bạn một số cái hiểu biết hơn về việc đọc một cái bài nghiên cứu khoa học. Và mình thực sự là mình ít khi mình nhìn thấy những cái nội dung như thế này ở trên kênh YouTube của Việt Nam. Thì mình hy vọng là cái video này sẽ mang lại cho bạn một cái gì đấy mới mẻ. Nếu mà bạn học được điều gì đấy thú vị từ video này thì hãy comment phía dưới cho mình 3 điều thú vị, 2 điều bạn cần làm ngay và 1 điều bạn cần bỏ ngay. Mình sẽ hẹn bạn ở trong video tiếp theo nhé. Bye!